ở các buổi trước thì chúng ta đã làm quen với lại cái môi trường là giả lập 3D ở trong Illustrator, bao gồm hai cái thì hiệu ứng, đó là 3D dạng SQL và 3D dạng Revolve. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen thêm một cái môi trường cũng mang tính không gian như thế ở trong Illustrator, đó là cái chế độ perspective, tức là tạo ra cái phối cảnh. Phối cảnh thì nó ngoài hai cái chiều đứng, chiều ngang ra thì nó cũng có một cái chiều sâu không gian nữa và mang tính phối cảnh. Thì để sử dụng cái tính năng này ở trong Illustrator thì chúng ta cần phải kích hoạt cái môi trường perspective lên. Thế thì để kích hoạt môi trường này thì các bạn sẽ vào trong hộp công cụ và các bạn bấm vào phần Perspective Guide Tool. Đây, biểu tượng của nó đây. Khi chúng ta nhấp chọn thì nó sẽ mở ra một cái không gian theo kiểu phối cảnh như thế này. Các bạn sẽ nhìn thấy các cái đường lưới không gian và đường chân trời, các điểm tụ. Thế thì khi mà chúng ta kích hoạt cái môi trường perspective này ở trong Illustrator lên thì nó sẽ có cái gì khác so với lại một cái tài liệu Illustrator thông thường mà chúng ta vẫn mở ra. Thì khi chúng ta mở ra một cái tài liệu thông thường thì cái lưới này là không có, và việc chúng ta vẽ ra bất cứ một cái đối tượng nào về mặt nguyên tắc nó sẽ tuân thủ theo cái các cái kích thước trình bày hai chiều, vuông, thành, sắc, cạnh, vẽ thế nào là ra đúng như thế. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta làm việc ở trong cái môi trường perspective như thế này, khi nó được kích hoạt lên thì các bạn vẽ ra các hình nó sẽ chịu cái tác động của cái lưới phối cảnh đó, và nó sẽ bị biến hình làm sao cho phù hợp với lại cái góc phối cảnh. Ví dụ như là các bạn vừa thấy ở bên tài liệu bên này, tôi vẽ ra một cái hình chữ nhật thì nó đúng là hình chữ nhật chuẩn luôn, không có gì khác cả. Tuy nhiên, với công cụ vẽ hình chữ nhật mà bây giờ tôi lại vẽ ở bên cái tài liệu đã kích hoạt cái lưới perspective này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy nó cực kỳ khác. Đây, khi tôi vẽ ra một cái hình chữ nhật thì hình chữ nhật này bị tác động bởi cái lưới perspective thì nó có cái độ biến dạng theo cái quy luật phối cảnh, có nghĩa là cái gì mà gần chúng ta thì to, cái gì mà xa chúng ta thì nhỏ, và nó có cái độ hút về phía đường chân trời về xa kia theo cái điểm tụ của cái lưới nó đã vẽ ra. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có ba cái chiều đó, chiều lưới bên phía bên trái, chiều lưới phía bên phải và chiều lưới ở bề mặt phẳng. Và để vẽ một cái gì đó ở trong cái chiều lưới mà chúng ta muốn thì chúng ta phải xác định là chúng ta muốn vẽ nó theo cái mặt lưới phối cảnh nào. Các bạn để ý một chút thì phía trên góc phải, phía trên góc trái của cái màn hình làm việc của chúng ta thì nó có một cái mô hình nhỏ nhỏ, có một cái khối ba chiều, và hiện tại thì các bạn thấy là có một cái mặt ở phía bên trái thì được điểm lên là màu xanh. Cái này thì nó sẽ nói cho chúng ta biết là cái góc bên này là, hoặc là cái mặt lưới bên này là cái mặt đã được kích hoạt lên, và khi chúng ta vẽ thì nó sẽ chịu tác động, nó sẽ biến dạng theo cái chiều của cái mặt lưới này. Thế nếu mà bây giờ tôi muốn vẽ mặt lưới phía bên phải thì tôi sẽ cần phải kích vào bên này. Khi tôi kích vào bên này thì cái mặt khối màu xanh ở phía bên trái kia là bị hủy đi, và lúc này mặt mô hình bên phải này thì được kích hoạt lên với màu vàng cam. Và nếu tôi vẽ ra một cái hình nữa đó, ví dụ tôi chọn màu xanh này đây và tôi vẽ ra, thì các bạn sẽ thấy là nó lại chịu tác động bởi cái phối cảnh của bề mặt phía bên trái này. Thế còn mặt phẳng hay là mặt đáy thì tôi sẽ bấm vào đây, thì lúc này màu xanh lục được kích hoạt lên, và nếu tôi vẽ ra một hình thì nó sẽ chịu tác động của thế đấy ạ, nó sẽ chịu tác động của cái mặt đáy mà tôi vừa mới chọn. Muốn vẽ mặt nào thì chúng ta kích hoạt mặt đó lên, vẽ bao nhiêu đối tượng vào một cái mặt đó cũng được,
các bạn có vẽ, có thể vẽ rất là thoải mái, cao thấp ngắn dài, màu sắc bao nhiêu không quan trọng. Nhưng khi mà đã xác nhận là nó được vẽ theo cái lưới của cái bề mặt nào thì đối tượng của chúng ta nó sẽ chịu tác động và nó sẽ bị biến dạng theo cái mặt lưới đó. Thế thì chúng ta có thể di chuyển hoặc là thay đổi các cái tầng thứ cho các đối tượng này hay không, thì cả những cái đó thì nó vẫn có thể là làm như bình thường. Ví dụ như vào object và arrange bring to front chẳng hạn. Đấy, tôi đưa cái nào lên trên, tôi đưa cái nào xuống dưới thì tôi cứ chọn nó như bình thường và thực hiện các cái lệnh như chúng ta vẫn thực hiện ở trong cái mặt trong một cái tài liệu thông thường mà chưa được kích hoạt cái mặt lưới lên, thì các quy tắc đó nó vẫn tồn tại, nó vẫn được đảm bảo. Và các bạn cũng sẽ thấy là thế chúng ta có thể di chuyển được một đối tượng này không? Di chuyển thì di chuyển được, nhưng ở đây các bạn nhớ là cái đối tượng này của chúng ta thì nó cần phải có một cái sự chỉ định, cần phải có một cái sự thao tác bằng một cái công cụ phù hợp với lại cái môi trường này. Đấy, chọn một cách thông thường để di chuyển tầng thứ, đưa cái này lên cao, đưa cái kia xuống thấp thì các bạn có thể sử dụng các công cụ thông thường. Còn để dịch chuyển nó ở trong cái hệ lưới phối cảnh này thì chúng ta cần phải sử dụng công cụ ở trong nhóm. Công cụ đó là công cụ Perspective Selection. Đấy. Và bằng cách là các bạn chọn cái đối tượng này, khi mà tôi nhấp chọn vào đối tượng thì tôi có thể là dịch chuyển cái đối tượng xa hay gần trong cái hệ thống phối cảnh của cái lưới này. Và các bạn thấy rằng là khi tôi dịch nó bằng cái công cụ này thì nó chịu tác động rất là cụ thể của cái mặt lưới. Cứ gần vào chúng ta thì nó trở nên to, và nếu lùi ra xa, càng lùi về phía đường chân trời thì nó càng thu nhỏ lại theo cái quy tắc phối cảnh của cái lưới này nó đã áp cho cái đối tượng. Đấy. Nhấc lên cao được không? Được. Hạ xuống thấp được không? Được. Đúng không? Lùi ra xa, tiến lại gần. Nói tóm lại là rất là dễ dàng trong thao tác. Tuy nhiên chỉ có dịch bằng cái này thì cái đối tượng của chúng ta nó mới chịu tác động của cái lưới phối cảnh. Còn nếu mà tôi chọn cái công cụ Selection Tool này, đấy, dịch, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái dịch bình thường. Nó không chịu tác động của cái lưới phối cảnh nữa khi mà chúng ta dịch nó bằng công cụ Selection thông thường. Nó sẽ chỉ dịch vị trí như là một cái đối tượng thông thường khác. Nó không có cái chuyện là nó thu nhỏ hay phóng to theo cái vị trí gần hay xa khi chúng ta đẩy nó nữa. Thế còn một số thao tác khác thì có chúng ta có làm được như là các thao tác cũ không? Ví dụ như là nhân bản. Thì đây, nhân bản chúng ta cũng nhân bản được, nhưng với điều kiện là sử dụng công cụ ở trong cái hệ lưới này. Đấy, và nhân bản xong thì nó cũng sẽ tạo ra cái bản sao, và đồng thời bản sao này di dịch ở trong hệ lưới và nó cũng chịu tác động luôn của cái hệ lưới này. Gần thì to, xa thì nhỏ đi. Đấy, thì quy tắc và xử lý nó rất là đơn giản như thế thôi. Thế còn sau khi mà chúng ta đã thực hiện xong cái thao tác này và chúng ta muốn quan sát nó một cách bình thường thì chúng ta có thể vào chế độ View. Ở trong chế độ View này thì các bạn sẽ chọn cái phần gọi là Perspective Guide. Trong Perspective Guide này thì nó chứa tất cả những cái lệnh liên quan tới cái việc hiển thị hoặc là điều chỉnh của cái hệ lưới Perspective này. Và nếu chúng ta muốn xem nó như bình thường thì chúng ta sẽ bấm vào cái chế độ là hai gai này. Khi tôi bấm vào hai gai này thì những cái gai dẫn hướng để tạo ra phối cảnh thì nó sẽ bị ẩn đi và chúng ta sẽ trông nó giống như là một cái môi trường bình thường thôi. Còn nếu chúng ta vào View, chúng ta lại vào Perspective Guide và Show Guide thì lúc này nó lại hiện lên. Khi mà chúng ta vẽ cái này ra rồi thì chúng ta có thể là điều chỉnh được cái gì nữa. Ví dụ như là cái đối tượng này của chúng ta khi mà dịch chuyển nó trong hệ lưới thì rõ ràng nó chịu tác động của hệ lưới và nó đã thu nhỏ hoặc là phóng to ra tùy theo cái vị trí mà chúng ta xử lý, đúng không? Thế còn nếu như mà chúng ta
di dịch cái lưới này thì cái đối tượng của chúng ta nó có thay đổi theo hay không? Thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc mà chúng ta vẽ xong rồi mà chúng ta di chuyển lưới thì cái đối tượng của chúng ta nó không thay đổi theo đấy. Cho nên là các bạn muốn mà điều chỉnh cái lưới này thì các bạn sẽ phải tiến hành là làm trước khi mà các bạn vẽ ra các cái đối tượng. Sau khi mà chúng ta di dịch, chúng ta điều chỉnh xong lưới rồi thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành là vẽ và áp các cái mặt, các cái đối tượng vào trong cái môi trường này. Đấy. Chúng ta có thể dịch theo các phương pháp như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây. Tôi có thể là bấm vào các điểm điều khiển này và di dịch nó để thay đổi cái góc. Đấy. Ưu tiên cái mặt nào nhiều hơn. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể là gì đấy, nhắc cái đường chân trời này lên hoặc là hạ xuống. Việc thay đổi cái góc độ như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi trường nhìn. Ví dụ như là cái góc cũ thì của chúng ta thì nó sẽ giống như là nhìn từ phía trước và có cái tính chất là hắt ngược lên trên. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi cái đường chân trời thì chúng ta sẽ tạo ra những cái góc nhìn khác. Ví dụ như thế này là chúng ta đang nhìn từ trên xuống. Và cái phối cảnh của chúng ta nó sẽ tạo ra các cái hình hài nó khác đi. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể dựng ra được những cái hình hài, những cái đối tượng mà nó tương đối giống trong không gian thực tế. Tôi có thể làm ra những cái ví dụ như là những cái trình bày sản phẩm chẳng hạn. Đôi khi rất là đơn giản, một cái card visit, một cái tờ giấy viết thư, một phong bì, chúng ta làm trong cái môi trường 2D thì trông nó cũng rõ ràng rồi. Tuy nhiên là khi ta đưa nó vào trong một không gian phối cảnh thì trông nó có vẻ thực hơn, tại vì là nó có cái độ mô phỏng nào đó về mặt không gian, có gần, có xa, có to, có nhỏ. Thế còn ở trong một góc độ khác, chúng ta có thể sử dụng nó để xây dựng ra những cái hình ảnh về những cái khối phố, những cái ngôi nhà, hay là trong một trường hợp khác các bạn cũng có thể sử dụng cái này để các bạn dựng lên những cái dạng như là bao bì sản phẩm đó. Hôm trước khi mà chúng ta nói chuyện về cái mô hình 3D, cái effect 3D thì chúng ta đã sử dụng cái đó kết hợp với lại cái bản thiết kế. Chúng ta đưa các cái mặt của cái bản thiết kế hộp vào thành các symbol, sau đó thì chúng ta map art, chúng ta đưa các cái symbol đó vào các cái mặt của cái khối 3D đó để dựng nó lên thành một cái hộp trông giống như trong thực tế, mặc dù là sản phẩm chưa hề có. Và dùng cách đó để chúng ta demo cho khách hàng xem là những sản phẩm đó trông nó như thế nào. Thế còn ở trong cái perspective này thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái perspective để dựng cái đó. Tuy nhiên thì nó sẽ có một vài cái điểm mà rõ ràng là nó sẽ khác biệt với thằng 3D. Ở 3D khi mà các bạn làm một cách đầy đủ thì các bạn có thể là thể hiện, ví dụ như một cái hộp đơn giản thì chúng ta sẽ có 6 mặt đúng không? Chúng ta làm đủ 6 mặt đó trong thiết kế 2D, sau đó chúng ta biến các cái mặt đó trở thành symbol và chúng ta ép map art nó thành các symbol và đưa vào các cái mặt của cái khối 3D, thì tôi có thể cho khách hàng xem bất kỳ một góc nào mà tôi muốn bằng cách là xoay cái khối 3D đó cho khách hàng xem. Trên dưới trái phải, xoay nghiêng xoay ngả các thứ là tôi đều có thể làm được. Tuy nhiên là đối với cái perspective này thì tôi cũng có thể cho khách hàng xem các góc, nhưng mà mỗi một góc như thế này là một lần là chúng ta phải làm, và chúng ta tối đa chúng ta có thể cho khách hàng xem được 3 góc của sản phẩm thôi. Đấy. Có những trường hợp là chỉ có 2 góc thôi. Nếu như mà chúng ta nhìn ở những cái góc độ đặc biệt thì chúng ta có thể là chỉ nhìn thấy được hai góc của sản phẩm. Đấy. Làm bên này thì nó tương đối là nhanh, nó sẽ không có giai đoạn là chúng ta phải phải convert, phải tạo một cái symbol từ các cái mặt thiết kế thì nó đỡ được cái đó. Cái thứ hai nữa là cái thao tác của chúng ta làm ở trong này là làm trực quan, làm ngay lập tức ở trên cái lưới perspective rồi, và nó không phải mất cái thời gian là ren các thứ ra thành cái khối 3D, nó tương đối lâu, tương đối nặng ở trong cái môi trường Illustrator này. Tuy nhiên là cái tính linh hoạt của nó thì kém hơn.
các bạn không thể nào mà xoay cho người ta xem bất cứ mặt nào, mà các bạn thường thường là sẽ phải dựng ra vài góc khác nhau. Đấy, vài góc khác nhau thì lúc cho khách hàng xem mặt này thì mình đưa ra một cái thiết kế, so mặt khác thì chúng ta lại đưa ra một cái mặt khác nữa, chứ không xoay được. Và nó có một cái điểm nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý là cái perspective này nó chỉ cho phép các bạn biến dạng các đối tượng vector thôi. Tức là các bạn có thể vẽ ra các cái khối hình vector và các bạn đưa vào, ép vào trong perspective này. Các bạn có thể làm việc với text đưa vào trong này cũng được. Nhưng mà nếu như mà trong cái bản thiết kế của các bạn mà nó lại chứa một yếu tố là ảnh thì thằng Illustrator này lại không cho phép perspective một cái ảnh nằm ở trong một cái gì trong cái tài liệu mà chúng ta muốn làm perspective đó. Đây bây giờ chúng ta xem thử nhá. Muốn làm thử một cái gì đó. Chẳng hạn bây giờ tôi có một cái hình như thế này. Đó. Đây là một hình rồi, bản thân là một hình rồi và chúng ta cũng đã thấy là cái hình này có thể làm được. Bây giờ tôi đưa thêm một cái hình gì đó vào đây, ví dụ như là một chữ đi. Để xem chữ vào thì nó biến hình như thế nào. Ok, chữ. Vậy là có thêm một yếu tố thứ hai. Hình vector rồi này. Chữ này. Và bây giờ tôi cần thêm một cái ảnh nữa. Bây giờ tôi sẽ nhập một cái ảnh vào đây. Tôi place một cái ảnh vào. Chúng ta sẽ lấy một cái ảnh. Ok, lấy thử một ảnh vào đây. Ví dụ như này. Bây giờ tôi đưa thêm một ảnh nữa. Như vậy là chúng ta có ba yếu tố rồi, đúng không? Vector có, chữ có và ảnh có. Bây giờ tôi chọn và tôi group nó lại. Sau đó thì tôi tạo ra một cái file mới và tôi sẽ kích hoạt cái chế độ perspective lên để ép cái đối tượng vào. Bây giờ tôi Ctrl V dán vào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái sự hơi khác biệt đấy nhé. Hơi khác biệt vì sao? Vừa nãy là chúng ta vẽ trực tiếp cái đối tượng ở trong cái môi trường đã được kích hoạt perspective lên. Thế còn đây là tôi lại làm cái thao tác là gì đấy ạ? Copy từ một cái chỗ khác mà dán vào. À, thế cái này thì nó có khác gì không? Khác đúng không? Khi tôi dán vào thì nó vẫn là nằm vuông góc như là một cái tài liệu bình thường, chứ chưa chịu cái tác động của cái mặt lưới. Và bây giờ muốn ép nó vào mặt lưới nào thì chúng ta lại phải chỉ định cái mặt lưới trước, và sau đó chúng ta lại phải sử dụng công cụ đã cho ở trong nhóm này để chúng ta kéo nó vào trong cái góc mà chúng ta cần. Nhấp vào đây, chọn Perspective Selection Tool, bấm vào đối tượng này, xác định mặt cho nó khối cảnh bên trái hay bên phải hay là cái mặt phẳng nằm ngang. Sau đó thì chúng ta mới kéo nó vào. Tuy nhiên chúng ta lại thấy rằng là trong trường hợp này thì chúng ta kéo không được, nó không chấp nhận. Bây giờ tôi lại thử lại một cái thao tác khác, tức là quay trở lại cái tài liệu gốc đã có cái này. Tạm thời bây giờ tôi sẽ loại bỏ tạm cái ảnh ra để xem là cái đối tượng mà không có cái ảnh thì nó có cho phép chúng ta là gì đấy thao tác hay không. Sao lại treo cái này vào vậy? Đây, bây giờ chúng ta quay trở về cái bên này. Tạm thời tôi sẽ ungroup cái này ra. Chọn chữ này, chọn hình này, copy này, sang bên này tôi
tạm thời tôi dám vào và tôi đưa tạm nó vào đây nhé. Ctrl V, Ctrl G. Bây giờ chúng ta chọn cái công cụ nó và tôi xác nhận mặt này và tôi kéo nó vào. Ok, kéo được đúng không? Đối tượng tôi bên ngoài dám vào, cho phép kéo vào trong mặt lưới phối cảnh đấy. Và ở đây chúng ta đang làm việc với hai thứ là một hình vector và chữ. Thì hình vector vừa nãy chúng ta đã thí dụ rồi thì nó không có vấn đề gì cả, kéo một cái là chịu tác động của cái hệ lưới ngay. Chữ chúng ta cũng vừa mới đưa thêm vào thì yếu tố này nó cũng chịu tác động của lưới và nó cũng biến dạng theo cái góc phối cảnh ngay lập tức. Tuy nhiên đối với ảnh thì các bạn thấy rằng là khi chúng ta co kéo bằng công cụ select thông thường này thì không có vấn đề gì, nhưng một khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ perspective select này thì chúng ta không kéo được cái đối tượng này, nó không cho phép chúng ta xử lý. Thế thì bây giờ cái thiết kế mà vẫn có yếu tố ảnh như thế thì chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có thể đưa nó vào trong cái môi trường perspective được? Thì lúc này chúng ta lại phải làm một cái thao tác là convert cái đối tượng bitmap sang thành vector. Đấy. Thế thì để làm cái việc này thì chúng ta quay trở về cái bài mẫu. Ở đây thì chúng ta thấy là cái đối tượng bitmap, thì khi chúng ta nhấp chọn nó vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có khai báo một số thông số ở trên thanh option, bao gồm định dạng, thì đây là link file, là tài liệu nhúng từ bên ngoài vào trong Illustrator, tên của cái file đó, hệ màu, cũng như là gì đấy, độ phân giải của cái tài liệu mà chúng ta nhúng vào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có mấy cái vấn đề như thế này để mà convert cái này sang thành từ bitmap sang thành vector. Thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là lệnh image trace này. Các bạn có thể bấm luôn vào đây để cho nó convert, hoặc là các bạn sổ danh sách này ra và các bạn chọn một số các cái chế độ khác nhau. Mỗi một chế độ thế này thì nó sẽ phù hợp với lại một cái công việc nào đó cụ thể. Ví dụ các bạn nhìn ở đây là chúng ta có những cái dạng như sau: default này, high fidelity photo này, low fidelity photo này, 3 màu này, 6 màu này, 16 màu này, sắc độ xám này, logo đen trắng này, đúng không? Cặp phát thảm nghệ thuật này, vân vân. Thì rồi thì vẽ kỹ thuật. Nên mỗi một cái như thế này thì nó sẽ lại cho một kết quả khác nhau. Trong đó cái trên cùng này, cái high fidelity photo này thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả là kỹ càng nhất và chất lượng cao nhất. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng cần cái đó. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào cái vấn đề là tôi cần một cái hình ảnh nó như thế nào. Và có một cái điểm đặc biệt là khi mà chúng ta làm việc với ảnh để mà trace nó ra như thế này, thì khi làm xong thì tự động Illustrator nó sẽ xóa bỏ cái ảnh gốc đi chứ nó không giữ cái ảnh gốc. Bây giờ chúng ta xem qua những cái chế độ này thì nó sẽ giúp chúng ta là trace ra thành các đối tượng như thế nào nhé. Bây giờ tôi bấm này, ví dụ default nó sẽ tự động xử lý, sau đó thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái kết quả như thế này. Đây là chế độ default, các bạn so sánh nó từ cái hình gốc ở bên trái với lại cái hình vừa mới trace ra. Tất nhiên hình bên trái này là tôi vừa nãy tôi đã phải copy và sau đó thì tôi dán trả vào để cho chúng ta có thể là so sánh nó. Đó. Bây giờ xem tiếp trường hợp các trường hợp còn lại nhé. Chất lượng cao này. Ok, đây, chất lượng cao. Các bạn quan sát, so sánh thử cái chất lượng cao này với lại cái hình vừa nãy.
cái hình chất lượng cao này nếu mà chúng ta so sánh nó với lại cái ảnh mẫu, nó hầu như không khác mấy. Đây, tôi có thể là dán cái hình mẫu gốc vào đây. Chúng ta so sánh, cái tôi đang kéo này chính là cái hình mẫu gốc. Quan sát, đây, mẫu gốc đây, và đây là cái tray ra. Nó sẽ phân tích tất cả các khu vực sáng, tối, đậm, nhạt, màu sắc như thế nào đó, và nó sẽ tự động nó vẽ lại theo hình dáng của các khu vực đó mà nó nhận diện được, để tái tạo lại theo cái dạng là vector. Thì các bạn thấy rằng là nếu mà so sánh cái ảnh gốc và cái hình mà nó tái tạo lại, thì cái ảnh chất lượng cao, cái vector lựa chọn chế độ chất lượng cao thì nó khá là ổn thỏa đấy, hầu như là không khác nhiều so với lại cái ảnh gốc. Bây giờ chúng ta lại thử nghiệm tiếp một cái trường hợp nữa nhé. Bây giờ chúng ta chọn cái chế độ thứ hai, chất lượng thấp thôi, vẫn là kiểu ảnh giống như ảnh mô phỏng ảnh nhưng mà chất lượng thấp, không phải là dạng chất lượng cao. Đây, thì các bạn thấy rằng là mọi thứ nó sẽ giảm lược bớt, đúng không? Các cái mảng miếng của nó thì nó bắt đầu nó trở nên thô hơn, đơn giản hơn, nó không được mịn màng giống như là cái trường hợp vừa nãy nữa. Nhìn xa xa thì được, còn nếu mà nhìn cận thì rõ ràng là nó thô hơn tương đối nhiều. Bây giờ chúng ta lại xem tiếp trường hợp nữa, ba màu. Tất nhiên số lượng màu càng ít thì các cái sắc độ mà nó tái tạo lại thì càng kém. 6 màu. 6 màu. Ở đây thì không có màu thì nó sẽ quy ra thành sắc độ. Đó. 6 dạng sắc độ có thể làm ra được. 16 màu. Thang độ sáng. Thang độ sáng thì cũng gần như hoàn hảo, tại vì thực ra cái ảnh chúng ta nó cũng là cái dạng giống như là ảnh đen trắng rồi, cho nên là nó sẽ chất lượng nó tương đối tốt. Logo đen trắng đây thì nó sẽ rất giống như là cái default này, nó giảm lược bớt và nó chỉ để giữ lại những cái mảng mà nó có tính chất tương phản mạnh nhất. Sketch Edge lúc này thì nó sẽ giữ lại các mảng lớn thôi, và những cái phần mảng sáng thì nó làm trong luôn, làm thủng luôn. Silhouette, cái này thì rất là kém, trong trường hợp này chúng ta không dùng được cái này. Line Art, thì cái này nó sẽ không phân tích theo mảng miếng nữa mà nó lại phân tích theo những cái nét trung tâm của những cái mảng đó. Và kết quả thì các bạn nhìn thấy là nó chỉ có những cái nét như thế này. Và cuối cùng là cái gì nhỉ? Technique Drawing, nét vẽ theo kiểu kỹ thuật. Nó cũng gần tương tự giống như là cái Line Art vừa rồi. Đây, cũng là các nét vẽ tương đối là vụn. Thế thì các bạn vừa được xem qua một vòng, tức là các cái kiểu của các cái option khác nhau ở trong phần Trace Image.
đó, để giúp chúng ta là convert một cái ảnh từ bitmap sang thành vector. Đấy. Thế thì cái này chúng ta sẽ sử dụng trong các trường hợp như thế nào? Đơn giản nhất và thông dụng nhất, thường thường ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp là tôi có một cái logo mẫu chẳng hạn, đó. Bây giờ tôi muốn là vẽ lại thì tôi có thể là size chương trình nó trace ra. Đấy. Tất nhiên điều kiện thì nó có. Một là những cái ảnh đó phải tương đối là lớn, ảnh bé quá thì nó trace ra rất là khó. Thứ hai nữa, mảng miếng nó thật là đơn giản, sắc độ tương phản tốt thì hầu như là nó có thể vẽ lại cho chúng ta một cách chính xác luôn. Đấy, gần như là chính xác luôn. Nếu mà có chật chẹo thì chật chẹo một chút và chúng ta so sánh, chúng ta chỉnh lý lại một tí là chúng ta sẽ có được một logo mà không phải mất công nhiều để vẽ. Đấy, tất nhiên là hình mảng miếng càng đơn giản, càng tương phản cao, càng rõ ràng thì cái kết quả nó đạt được càng tốt. Thế đôi khi chúng ta cũng có thể là đưa ra một cái ảnh được trình bày theo một cái cách khác. Đấy, một cái ảnh mịn màng chuyển tông theo dải màu, nó có cái đẹp của nó. Thế còn một cái hình mà nó lại được giản lược đi, nó được vẽ lại theo kiểu mảng miếng hơn, nó sẽ cho chúng ta một cái cảm nhận nó sẽ khác. Bây giờ chúng ta thử tìm kiếm một cái ảnh nhé, thử như thế này. Tôi lấy thử một cái hình và khi mà chúng ta sử dụng cái kết quả mà trace ra ấy, thì nó sẽ cho chúng ta những cái cảm nhận nó cũng tương đối là khác biệt. Đây, ví dụ lấy thử một ảnh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu chương trình nó trace ra. Vừa rồi chúng ta lưu vào đâu nhỉ? Desktop. Sao lại không thấy nhỉ? À, trước cái này. Dance. Bây giờ tôi trace nó ra. Ví dụ như là mình để nó ở một cái chế độ mà nó tương đối là ít màu thôi chẳng hạn. Cái mảng miếng nó tạo ra cho chúng ta thì nó sẽ tạo ra một cái cảm nhận nó rất là khác. Thô mộc, khỏe khoắn và trông nó có vẻ là có một chút gì đó nó giống như là cái quá trình vẽ lại ấy. Đấy. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cảm nhận nó tươi mới hơn, nó khác biệt đi so với cái việc mà chúng ta đưa một cái ảnh. À, nó giống như một hình minh họa, nó giống như là một cái vẽ phác thảo, thì các bạn sẽ thấy là nó đem lại cho chúng ta một cảm nhận tương đối là khác lạ. Đấy. Thế còn thử nghiệm với lại một cái logo nhé, xem là nó sẽ cho chúng ta cái gì. Ví dụ lấy logo gì bây giờ nhỉ? Logo Adidas nhé. Là ví dụ.
Place Nhật hình ảnh vàng đây, Adidas logo. Ai chà, đường này to quá. Thu nhỏ bớt lại cho nó. Đây. Bây giờ chúng ta cùng trace thử cái thằng này ra. Đó. Ví dụ đây, nó là đen trắng thì chúng ta chọn luôn Black and White logo. Đấy. Các bạn thấy rằng là đây là kết quả. Chúng ta làm xong một cái là nó biến đổi ra thành vector rồi. Đấy. Trông nó sẽ hoàn toàn là giống hệt như là cái bài gốc. Đây, chúng ta lấy thử cái hình này. Hoặc là không thì đây, lui lại một tí nhé. Đây, vẫn link file nhé. Đây là ảnh copy này. Sau đó thì chúng ta cho nó trace lại và so sánh thử xem chất lượng nó như thế nào. Nó có ổn thỏa giống như là cái hình gốc của chúng ta hay không. Đây, trace, image tracing tức là nó đã xử lý xong rồi. Và bây giờ tôi dán cái file mẫu vào. Chúng ta có thể so sánh hai hình. Đấy, trên và dưới. Các bạn thấy hầu như là chỉ một xíu là nó đã vẽ ra xong xuôi cho chúng ta. Đó. Ảnh gốc, ảnh vẽ ra đây rất nhanh. Thế và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một cái vấn đề. À, chơi xong rồi thì chúng ta có xài được không? Chúng ta có dùng được không? Ví dụ bây giờ tôi lấy thử một cái logo đơn đi để đưa vào đây nhé. Rồi, ok, đã xong. Ví dụ giữ nguyên cái này, copy, chúng ta đưa lại vào trong này nhá. Xem nó có nhận hay không, nó có chấp nhận vào đây hay không. Ctrl V này, dán vào này. Chắc chắn là cái bên này, cái này tôi chọn vào nó. Đây các bạn xem kỹ nhá. Nó là image tracing rồi chứ nó không phải là link file giống như vừa nãy nữa. Thế xem là sau khi mà chúng ta convert nó ra rồi thì chúng ta đã ép nó vào trong cái môi trường phối cảnh được chưa? Cũng chưa. À, thế thì nó vướng ở đâu? Rõ ràng là đang từ bitmap nó đã được tracing ra thành dạng vector. Thế nhưng mà khi đưa vào trong môi trường này, tôi nói là sang vector thì có thể bó kéo được. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là vector rồi cũng vẫn chưa được. Thế thì vì sao? Thì chúng ta quay trở lại với cái bài này một chút. Thì hiện tại xem theo thông báo thì các bạn thấy là ở đây nó đang báo cho chúng ta là image tracing. Đấy, nó cũng là một cái dạng đối tượng tương đối đặc biệt ở trong Illustrator. Tuy nhiên là như thế là đã được coi là cái đối tượng vector thông thường hay chưa? Thì chưa, đây vẫn là một dạng đóng gói đặc biệt. Và muốn làm việc được, muốn được coi như là một vector thông thường thì chúng ta còn phải làm thêm một thao tác nữa. Đó là chúng ta chọn cái đối tượng image tracing này và chúng ta vào trong object, hoặc là chúng ta có thể gọi luôn ở đây, chọn lệnh expand ở đây hoặc ở đây đều như nhau. Đấy. Sau khi mà chúng ta chọn expand thì nó tháo dỡ ra, và lúc này các bạn mới thấy là nó coi là một group. Lúc này thì cái này nó mới được gọi là vector đúng nghĩa. Và nếu không thích cái nền trắng, các bạn có thể chọn và các bạn làm sao đây ạ? Bỏ đi.
Đấy, và bây giờ tôi chỉ giữ lại cái nét đen này như là cái logo thông thường thôi. Ví dụ thế. Bây giờ chúng ta đưa thử sang bên kia và xem là nó đã chấp nhận. À. Chấp nhận đưa vào cái phối cảnh hay chưa nhá. Đây, Ctrl V vẫn thẳng hàng nhá. Chuyển sang công cụ này và chúng ta kéo thử xem. Ok, đến lúc này thì hoàn hảo. Tức là chúng ta đã lấy được một cái đối tượng là từ bitmap đó, trace nó ra thành các đối tượng vector và ghép nó vào trong thiết kế, group lại thành một nhóm, đưa vào trong môi trường và perspective, đưa vào trong môi trường phối cảnh và chúng ta co kéo, chúng ta đưa nó vào trong cái lưới phối cảnh này và chúng ta đã làm cho nó biến dạng theo cái phối cảnh xa gần. Thế thì cái này ví dụ như là các bạn dùng như vừa mới trao đổi đúng không, làm các cái thiết kế và chúng ta sắp xếp nó ở trong cái môi trường 3D thì trông nó sẽ tạo ra một cái sự khác lạ, khác biệt ở trong cái cách trình bày. Hoặc là ví dụ như là các bạn thiết kế cho người ta một cái biển quảng cáo tấm lớn chẳng hạn, à bây giờ tôi sẽ treo một cái biển này ở trước cửa hàng, hoặc là tôi thuê một cái biển cực kỳ lớn tôi treo lên trên cao ốc chẳng hạn. Đấy, thế thì bây giờ muốn làm như thế nào để cho người ta thấy được một cái sự giống với trong thực tế thì chúng ta thường là sẽ làm 2D trước này, sau đó chúng ta có thể vẽ lại cái mô hình cái khối nhà đó, hoặc là chúng ta có thể đưa ảnh vào, sau đó thì chúng ta cố gắng là chúng ta điều chỉnh cái hệ lưới này làm sao mà ăn vào với lại cái góc phối cảnh thực của cái ảnh đó, và chúng ta sẽ ép, chúng ta sẽ đưa các cái bản thiết kế 2D của chúng ta vào, ví dụ cái biển quảng cáo đó, ví dụ như cái pano tấm lớn đó, chúng ta đưa vào đây và chúng ta ép nó vào trong cái lưới thì nó sẽ giúp cho khách hàng người ta xem và người ta có thể hình dung ra được là cái môi trường thực tế. Nếu như bây giờ tôi treo cái pano đó lên trước cửa hàng thì nó như thế nào, nếu như mà tôi treo cái pano tấm lớn đó lên trên cái tòa cao ốc thì nó sẽ như thế nào. Đấy, thì đại loại là khi mà chúng ta làm việc với lại cái môi trường phối cảnh giả lập ở trong Illustrator thì có mấy điều như thế là các bạn cần phải lưu ý. Một là muốn phối cảnh như thế nào thì các bạn phải điều chỉnh hệ lưới trước khi mà các bạn đưa các đối tượng vào. Đấy, nếu mà đối tượng đưa vào rồi mà điều chỉnh lưới thì nó sẽ không tuân theo cái lưới mới nữa. Thứ hai là dán vào thì nó chưa chịu phối cảnh ngay đâu. Nếu như chúng ta dán tài liệu từ chỗ khác vào, chúng ta phải sử dụng cái công cụ gì đấy ạ? Perspective Selection Tool để chọn, để co kéo nó. Và co kéo vào mặt nào thì chúng ta phải bấm vào cái mô hình mặt đó. Và cuối cùng là chúng ta nói luôn là nó chỉ xác nhận là làm việc với hai dạng thôi. Đấy là text và hình vector được vẽ ra. Còn đối với ảnh thì không làm được cái thao tác phối cảnh này. Và chúng ta buộc lòng là phải convert nó, trace nó từ ảnh sang thành vector. Và sau khi trở thành một cái đối tượng dạng image trace rồi thì chúng ta còn phải làm thêm một cái thao tác nữa là expand, tháo dỡ nó ra khỏi cái đặc tính đặc biệt của cái đối tượng image trace đó thì các bạn mới có quyền là kéo cái đối tượng vector nó vào trong cái mặt phối cảnh này. Thế bây giờ các bạn có thể làm quen một chút, co kéo thử, thay đổi các thứ, sau đó thì các bạn có thể lấy một cái bản thiết kế đúng không? Ví dụ một cái hộp gì đấy, sau đó thì các bạn tách từng mặt, các bạn group lại thành từng nhóm với nhau, đặt thử vào trong cái phối cảnh này để làm thử ra xem là một cái bao bì nó như thế nào. Tôi sẽ tìm cho các bạn một số các cái bản thiết kế bao bì cũng vector để cho các bạn có thể là thử nghiệm một chút. Bây giờ các bạn cứ làm việc một chút đi, làm quen cái hệ lưới trước đi. Trong lúc đó tôi sẽ lấy một vài cái bao bì cho các bạn và các bạn thử ghép phối cảnh giúp tôi.